Nhà thuốc Đông y Khương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây cỏ nến các bạn nhé. Cây cỏ nến làm cây mọc hoang dã, sống rất dai các bạn ạ. Đây. Sống rất là dai. Mọc ở những nơi hoang dã, đồng bằng, bãi trống, ven bờ sông, bờ ruộng đều mọc hết các bạn nhé. Lá ôm, có bẹ ôm ở thân. Đây, các bạn nhìn lá này, lá rất nhỏ, có bẹ ôm ở thân. Cả hai mặt lá đều nhẫn, mép sắc các bạn ạ. Lá dài, đây, lá rất dài nhé. Cây này cao từ 50 đến 1 mét và có khi cao hơn. Cây cỏ nến này làm cây thuốc cầm máu các bạn nhé. Nếu như mà bạn bị ho ra máu, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, các bạn lấy cái hoa của cây cỏ nến này, sao đen, trộn vào những các bài thuốc mà cần uống nhé. Ví dụ thuốc ho thì trộn vào cái bài thuốc ho, thuốc đại tràng trộn với loại thuốc đại tràng, chứ không cứ là một mình nó. Đấy, đây là nó. Ngoài ra, rễ cây cỏ nến này là một bài thuốc cho vào thuốc thận, bài thuốc cường dương tráng khí các bạn nhé. Nhiều ông lang bà mế chưa quan tâm đến cây này mà có khi cũng chưa học đến cây này về cái cường dương tráng khí các bạn ạ. Tiện đây mình giới thiệu các bạn bài thuốc cường dương tráng khí từ cây rễ cây cỏ nến này nhé. Rễ cây cỏ nến một nắm. Cây cỏ lá tre là cây đạm trúc diệp nhé, củ đạm trúc diệp một nắm. Rễ cây phèn đen nhé các bạn nhé, rễ cây phèn đen một nắm. Cỏ tháp bút một nắm. Rễ cây sậy mà nó cứ hay tua ở dưới nước ấy một nắm. Tất cả các vị thuốc kia các bạn làm thành một thang thuốc đun uống. Và nếu như bạn mà cảm thấy yếu hơn, người gầy còm, thì bạn cho thêm một ít cây rễ cây ngũ gia bì ở trên đá nhé. Ngũ gia bì ở trên chim ở trên đá. Ngoài làm thuốc cầm máu, làm thuốc yếu sinh lý, cây này chữa đơn độc về thuốc an thai các bạn nhé. Những người phụ nữ mà chữa được 1-2 tháng cứ dọa sảy thai, đau bụng, rong huyết xuống nước vàng ấy, bạn lấy cái rễ cây này, đào lấy rễ cây này, rửa sạch, đun cho người phụ nữ uống là khỏi động thai các bạn nhé. Đây là cây cỏ nến các bạn nhé. Đây, đang mùa ra hoa của nó các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn nhé. Lá nhỏ thôi. Lá nhỏ, sắc. Lá nhỏ, sắc. Đây, tôi nên cắt cây. Đây, cây của nó đây các bạn. Đấy, cây đấy. Chưa hết là làm thuốc cầm máu này, thứ hai là làm thuốc yếu sinh lý này, thứ ba là làm thuốc động thai. Cây này mình theo như mình được học và được làm là ba thứ thuốc các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.